Hôm nay là thứ sáu rồi mọi người ơi, mai là cuối tuần. Mai mẹ em đi học may, sau đấy thì về sang bên nhà mẹ Dùi làm đồ nướng ăn tối ở bên đấy. Ba con sáu chích chắc là sang bên đấy trước, sang từ trưa chơi bên đấy. Mẹ em đi học may về thì mẹ em sang sau. Còn bây giờ mình với em Trích sẽ đi mua đồ ăn trưa mang về cho ba con sói. Ba em hôm nay làm việc ở nhà. Hôm nay là ngày mẹ và em Trích làm mọi việc với nhau. Sói không muốn đi, con chỉ muốn ở nhà, con ngồi xem tivi, có ba ở nhà, con ở nhà. Ừ thế thôi, để cho em ở nhà. Và mẹ em mang những cái gối đệm của ghế ngồi ngoài chỗ bể bơi ấy, mang xuống tiệm giặt, giặt ở dưới đấy. Giặt xong rồi có sấy khô luôn. Chô chô. Trích sáng nay tự mặc váy mới chứ nhỉ. Đi thôi. Yeah, đi thôi. Có cái món này mới này. Beef kebabs, pork kebabs. Mua để mai làm đồ nướng nhà con nhà. Em ngồi xuống. Zoe, ngồi xuống. Ngồi xuống. Kéo váy xuống. Chế. Peppa. Mẹ con Trích đang đợi dumpling. Mua gì nữa nhỉ? À đúng rồi, thịt băm. Where's the mince? Rồi thịt băm. Thịt băm ở đâu nhỉ? À đây rồi. Thịt băm. Thịt băm. Thịt gà này, thịt bò này, thịt lợn này, mua hai khay luôn, về để tủ đá cũng được, chữ ăn dần mà đang giảm giá. Yeah, mince. Yeah, may là cái máy to này giặt được toàn bộ những cái đệm ngồi, chứ không là mình phải cho sang hai ba máy nhỏ này cơ. Máy này cỡ lớn mà. Giặt xong thì mang ra kia để sấy. Trích thôi đang ăn dumpling. Nào, mẹ con Trích ngồi đây xem phim. Ăn trưa. Đợi đồ giặt xong nhỉ con nhỉ. Hey Jojo. Nice. Bây giờ là đến công đoạn sấy khô. 39 phút. Trích đang ngồi tô màu. Hãy xem nào. Wow, nhiều chanh để tô thế nhỉ. Ôi thích thế. But this one. Cái gì đây con? Oh, that's yucky. Đúng rồi, cái đấy bẩn đấy. Vỏ kẹo ai vứt vào trong đấy? Oh, pink. Này, màu hồng này. In the bin. Đúng rồi, cho cái đấy vào thùng rác. Nào, tìm thấy rác là cho vào thùng rác. Yeah, that's the bin. Good girl. Rồi, bây giờ ngồi tô màu tiếp nhá. Ah, you need mommy help? Mẹ giúp, mẹ giúp, mẹ giúp. Cái ghế này nó không như ghế nhà mình. Rồi, nào. How about... Oh, rồi, look. Wow. Đấy, con tô hết chỗ này đi. Cho nó xong cái chanh nha. Yeah, pink. Wow. Nice. What other color? Màu gì nữa? Oh. Dark black. Yeah, black. Wow. Phải tô hết đấy nhá, phải tô hết đấy nhá. Red, yeah, nice color. Very nice. Không được nhảy góc đâu nhá. Nghĩ ngợi gì nữa? Oh, that? Not yet.
Ôi bao nhiêu á con ạ? Wow, that's so pretty. À chưa xong hoa của em chưa xong thì đây. Sorry. I'm sorry. Hey. Thế bây giờ màu gì nữa? Baby black again. Lại là màu đen. Tiny, tiny pen. Oh, how about green? Another black. Con chọn màu đen. How about blue? Or orange? Or yellow? Or purple? Or purple? Purple đẹp quá. Đấy, ra đây lại còn có cái màu để tô. Ở nhà mình hết tranh màu rồi. Nhiều chưa? Rồi nhìn này. Con này. Wow. Tô xong quyển này nhá. Cất quyển này đi. Xem cái quyển này bao nhiêu tiền đây. 12 đô 95. Mẹ em phải tìm mua mấy cái quyển này về cho sáu chích tô mới được. Mình cũng thích tô màu á. Mình thích tô màu nước. Rồi look. Wow. Wow, it's so busy book. Hey, where's Wally? Wow, stickers. Yeah. Để con tìm xem trong này còn cái stickers nào không? Hay là các bạn đến đây các bạn lấy hết rồi? Hết. Wow, those stickers. There you go. Choose one. Chọn một cái con. This one. Yeah, that one. Pretty. Oh, lucky girl. You are very lucky. Mommy help. How about this one? Easier. Cái này dễ hơn này. Bạn ấy đứng một mình. À đâu, cái này là các bạn ấy bóc hết từ đây ra rồi. Con ạ. Các bạn ấy dính sang cái trang đấy. Vẫn bóc được. Wow. Để mẹ xem còn trang nào mà. Oh, that one. À đâu. Cái này cũng là bị bóc ra rồi. Đây 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 rồi. Over here, over here. Oh, more here. Đây con nhìn này. Con đẩy cái tay lên. Sao trẻ con lại thích mấy cái này thế nhỉ? Dán dán miếng miếng. Rồi look, rồi look look look. That one. Con bóc đi. Wow, so pretty. Đẹp thế nhỉ? Sao lại đẹp thế nhỉ? Nữa, nữa. Đấy, đúng rồi, cậy cậy nó lên. Chế. Wow. That's so pretty. Do you want to keep some for Bella? Maybe keep some of these for Bella? Later? Giữ một vài cái cho chị Bella nhỉ? Thích thế nhỉ? Thích quá. Melly, Melly. Oops. Meow. Oops. Ooh, look at this. Mang sách ra đây thì có phải là có stickers để dán vào sách không? What's this one? Not stickers. No? Okay. All done? All finished? No. Wow. Rồi say cheese. Now look at mommy. Cheese. Wow. Chị có nhiều stickers thế nhở? Rồi dán hết lên hai tay. Wow. Cho mẹ xem nào. Gấu này, star này, em lợn này, bướm này, rùa này. What else? Ô bướm nữa này.
Ui, cá này, chim này. Wow. We're going home now? Yeah. Mang về cho anh sói nhé. Bring them back for Rafi. Này này, tiền xu của mẹ này. Ôi trời ơi, tiền xu của mẹ này. Ooh, my money, my money. That's my one. Are they yours? That's mine. What's the That's word? Mine. What's the word? Xong rồi. Where you wanna go? Yeah. Ngồi đâu? Yeah. Ừ, thì ngồi ra kia với ông bà. Anh. Tối nay cả nhà ăn curry. Em chỉ thích ăn cơm không thôi. Ok, careful, ok? Careful. It's gonna be the... Rafi. What did you do today with daddy? Huh? Hmm? We got to Nana Papa's got back home. When to? Went to Nana Papa's and we went back home. Yeah. And then... Came back home. Came back home and... Mm-hmm. Daddy told me to watch... TV? But, ABC Kid? But there was a pillow there. Sorry pillow, it was blocking my... Mẹ em đang hỏi em là hôm nay ở nhà em làm gì? Thì em bảo là ba đưa sang bên nhà ông bà nội, xong ba đưa về nhà. Xong ba bảo xem tivi. Vì ba em làm việc mà. Mẹ em với em Trích đi suốt cả buổi sáng nha. Buổi sáng này, cả buổi chiều luôn đấy chứ. Mang đồ ăn trưa về cho hai ba con xong là đi giặt đồ. Giặt đồ về xong, hai anh em sang bên nhà ông bà nội bơi. Còn mẹ em lụi hụi may vá. Dạ. The Pokeball, the black one. I can't remember it now. Are they your toys? Yep, and seven. What do you need to do with your toys? Protect it. Protect them? Yeah. So, mom, you know. Tidy up? Yeah. So, you know where they are? Now you can catch our ultra beast because the ultra beast now for sale because. It's like cứ thi thoảng lại mẹ ơi, so mẹ có biết đồ chơi ở đâu không? So mẹ dặn rất nhiều lần rồi. Yeah. The OGP Pokeball is for 1000 and 1000. 1000 kể chuyện gì ấy? And we can't buy it. Oh. So okay. The Pokeballs 1000 to the Pokeball to. Tóc vẫn dài quá đây này con này. Okay, okay, sit still, please. Sit still. We can now buy the Ultra Beast for the Pokemon Ball. We can buy the Ultra Beast Pokeball for Ultra Beast. Are you not tired, Baba? You fall it. Có không mệt à? Tired thì đi ngủ đi. You know what? Rafi. And then we like you better go to sleep. If they get in the video. Yeah, do you know where are we going tomorrow? Hmm? Where? Where are we going to go tomorrow? Zachary! Yay! And then... And you know what? Zachary got exact the same haircuts as you. Mommy, why that is done on Friday? What is that? Why that is done on Friday? Stay home? Yeah. Daddy like to stay home with you. But is it like... Hôm nay ba em làm việc ở nhà. Sói đang hỏi mẹ ơi sao hôm nay ba lại ở nhà. Mommy? Yeah. Is it the holiday for Daddy to not go to it? No, Daddy work from home. Do you remember Daddy sitting on the computer and working? And he's sitting on the couch like this. Yeah, on the couch. And like... Yup. Đấy, thế là mẹ em lụi hụi may vá, may xong được 90% cái áo mặc khoác ngoài bộ đồ bơi của mình rồi. Mai lại mua vải thêm để may tiếp. Đến lớp học may có cái máy vắt sổ. Mẹ em còn chạy máy vắt sổ. Vắt sổ trong tiếng Anh gọi là overlocker. In Minecraft, you have sand and you just... Mày nốt váy cho em Trích nữa. What the sun in Minecraft is feel like it falls all the time. Sao phòng sói lại bụi thế nhỉ? 0.03. Sao phòng con hôm nay lại bụi thế nhỉ?
Tôi đi ngủ nhá. Tạm biệt mọi người đây con. Say bye bye everybody, so Rafi. Bye bye. Tạm biệt. Mọi người. Nói to lên. Say loud your boy. Tạm biệt. My voice got a little bit. Oh no. Hẹn gặp lại mọi người. Ngày mai. Ngày mai. I did not. Sáng nay mình và em Trích đã chuyển được hết rau, các cái cây nhỏ nhỏ, các cái chậu mầm vào khung vườn ở góc nhà, để cho cái con trồn điên cuồng nó có xuống thì nó cũng không quậy phá được. Mà ở cái góc đấy thì cây cối cũng kiểu có nhiều cái ánh nắng buổi sáng hơn là ở đây ý. Ở cái chỗ mình bình thường để này thì ánh sáng nó vào nó không chiếu thẳng vào, nó bị qua cái khóm cây, những cái cây lớn hơn. Chuyển được ra đấy này. Ngày mai thì đi sang bên nhà Zachary ăn chơi này, ăn barbecue rồi. Thế có khi là chủ nhật này mẹ em có thời gian để đi mua đất về cho vào cái garden bed để trồng các cái chậu cây của mình, nhấc ra khỏi chậu, trồng trực tiếp xuống dưới cái nền garden bed. Hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nha. Hy vọng tối mai mẹ em có thể vlog chia sẻ với mọi người thành phẩm váy của em Trích với lại cái áo khoác, cover up bikini, áo khoác ngoài đồ tắm của mình được. Bye. Boom.